các giới răng trí não phải luôn ghi, mặc dù trong cảnh huống gì, phải suy tư tác động mà lấy cái từ bi làm nền. Càng chướng ngại phải càng tăng sức tiến, càng khó khăn phải càng luyện đạo tâm, và quyết không để lạc hướng tầm, thiền từ đuốc huệ phải tự cầm tiến lên. Khi con lướt trong gai khuyến thiện, thì hột sen này Phật sẽ điểm tên con. Nếu con đạo hạnh vuông tròn, hột sen này sẽ nở lần thêm ra, vì công đức con ấy là phân nhựa sẽ giúp sen này được trổ nên hoa. Nhược bằng con ngã đường tà thì sen này tức héo như là đốt thiêu, vì sen với con rất nhiều quan hệ, sức cảm thông nó đáo để phi thường. Phật dù ở cõi Tây Phương, ngắm sen tất biết rõ đường con đi. Dạ, là đầu tiên thì chào Nguyễn, xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh của Nguyễn. Hôm nay thì Nguyễn tiếp tục đồng hành cùng với chú Ba. Thì trong nhân duyên clip thứ hai này với quý vị, thì Nguyễn xin nhờ chú Ba nhắc lại những cái lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy, để cho tất cả quý vị khán giả trong kênh Nguyễn cũng như Nguyễn được học hỏi thêm, cũng như là có một sự chia sẻ đến tất cả quý vị ha. Còn bây giờ thì con mời chú Ba ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, Đức Thầy và kính tất cả quý ông đạo trong ngoài nước thân mến. Hôm nay thì cũng nhân dịp gặp Châu Nguyễn thì nhắc nhở lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy lên cộng đồng mạng để với quý khách hữu duyên nghe, để nhận thức tu tỉnh cho tốt đời đẹp đạo và đem lại hạnh phúc gia đình và đi đến vinh quang cho đất nước và dân giàu nước mạnh. Thì mình cũng xin phép nhắc những lời vàng tiếng ngọc như sau. Kính thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, xiển dương giáo pháp với đề tài là học Phật tu nhân. Quý vị, chúng ta phải noi theo gương hạnh của Đức Phật mà hành xử đạo người, thì chân lý Ngài dạy chúng ta là quá rõ ràng. Trước hết thì Ngài bảo chúng ta, sự đầu tiên của người hành đạo là cốt đánh đổi tư tưởng xấu xa và đem đổi vào tư tưởng ôn hòa đạo đức. Và Ngài thường dạy chúng ta phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả nhiều độc ác và quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì ai hữu duyên với Ngài thì xem qua 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy trong sấm giảng Thi Văn Giáo Lý và bát chánh đạo của Ngài. Thì hai cái điều này mà ai đọc và hiểu và hành xử đúng thì người đó sẽ trọn lành trọn sáng, đúng như Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy. Nếu ai giữ được trọn lành trọn sáng, về cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo hoàn toàn để trở lại cứu vớt chúng sanh. Và kính thưa quý vị, cái nền đạo đức của Ngài dạy chúng ta đó là với tính cách là tam độ nhất như. Tam là ba, ba việc cứu độ như một. Trước hết là Ngài trị bệnh độ đời, kế đó là Ngài thuyết pháp độ đời, và cái thứ ba nữa là Ngài viết sấm giảng để cứu độ đời sống chúng ta từ sanh tới tử. Do nơi đó mà Ngài dạy chúng ta là phải rèn lòng giữ dạ sắc đinh và đừng phai đừng lợt, thì thân mình phải thảnh thơi. Kính thưa quý vị, vào buổi hạ quân mạt pháp này mà hai câu này của Đức Giêsu dạy thì nó cũng quá khó, nhưng mà kính thưa quý vị, giáo lý của Ngài dạy chúng ta thì Ngài cũng thường dạy rằng tu giới tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm nó tỏ ngộ đạo màu. Thì kính thưa quý vị, thì Ngài cũng dạy chúng ta là đường đạo đức bước đi từ nấc. Cũng như hiện nay một vị đó mà gần 20 năm đèn sách, thì cái học lực của họ thì họ sẽ làm bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, thạc sĩ vân vân. Còn mà những người học 9 cộng 3 thì chỉ là trung cấp, chỉ để về dạy một cấp 2 hoặc cấp 1 nào đó. Do nó sự tu hành cũng thế đó quý vị. Đức Thầy chúng ta là cũng có nói trong cái bài sứ mạng mà, chuyển lập hội Long Hoa, chọn rắn tu hành cao công quả và để ban cho xứng vị, xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo. Và kính thưa quý vị, trong đó nó có định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Và kính thưa quý vị, trong đây thì Kinh Phật cũng có dạy chúng ta đề cập những từ ngữ mà nó cũng đồng nghĩa như những lời Đức Giáo Chủ dạy chúng ta như sau: tu hành cũng giống thế thôi, nhưng mà huệ sâu đức lớn mới được ngồi phẩm cao quý vị. Đó, do nơi đó thì kính thưa quý vị,
cái câu mà rèn lòng giữ dạ sắt đinh, đừng phai đừng lợt thân mình thảnh thơi, cũng như y lời Phật, mặc dù rất khó, khó nhưng xưa Phật đã làm xong, nay tin mình có thể tòng, và tòng đường của Phật mới thoát dòng tử sanh, và sanh tử khỏi là thành Phật được, khổ não tan là mới bước lên đài. Do nơi đó, kính thưa quý vị, Đức Giáo Chủ thường đem cái chân lý của Đức Phật, vì vậy Ngài nói mà ta giải thế mượn lời Phật Thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường. Do nơi đó mà Ngài dạy chúng ta trước hết sự tu của chúng ta là lấy lòng khoan dung đối đãi lẫn nhau, và hãy đem từ bi bác ái mà cư xử với mọi người. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta có lòng khoan dung và từ bi bác ái cư xử người thì chúng ta đã hành xong được 4 cái đại đức đó quý vị. Chúng ta thành công viên mãn đúng như Đức Thầy dạy chúng ta, tu cầu bệnh tật tiêu tan, và chúng ta được từ bi hỷ xả thì chúng ta sẽ được Phật ban phép lành. Thì kính thưa, cái điều này là nó quá quý báu cho một hành giả học Phật tu nhân tại gia cư sĩ thôi, không đợi chi nói vào chùa. Bởi vì tu tại chùa và tại gia nào hành đúng chánh pháp Đức Phật đều thành công đắc quả hết. Và kính thưa quý vị, do nơi đó mà Đức Thầy cũng thường khuyến tấn chúng ta qua những câu giảng của Ngài dạy trong quyển 6 như sau. Ngài nói là cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện ra những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Và kính thưa quý vị, Ngài còn cân nhắc chúng ta như sau: nên bổn phận chúng ta cần noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, hầu dẫn dắt giùm kẻ sa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức để cái tình từ bi bác ái của chư Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Và Ngài còn dạy thêm chúng ta những then chốt lời vàng tiếng ngọc như sau: giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà chúng ta đã nhận thức, cái tình ấy nó rất thâm quyền quảng quật, cái tình ấy nó vô bến vô bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, và loại bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà trước cổng của tổ đình Đức Giáo Chủ mới có 4 chữ là quý, tiện, đồng, nghinh. Chữ quý là sang hèn, sang, chữ tiện là nghèo, thấp hèn, chữ đồng là bằng với nhau, nghinh là sự nghinh tiếp. Kính thưa quý vị, ở nơi cổng tổ đình, nếu mà người không biết cái chữ Hán mà những người đi trước luận giải thì chỉ nói như 4 chữ đó là 4 chữ Phật giáo hòa hảo, thì kính thưa quý vị, xin phép mà nói nó không được đúng hẳn. Bởi vì đó là 4 chữ quý, tiện, đồng, nghinh, còn ở trên là tổ đình Đức Giáo Chủ Phật giáo hòa hảo, rất là rõ ràng. Cho nên một vị Phật mới có để là ở một cái cổng như thế đó, chứ hồi đó giờ quý vị thấy đi, điều này cũng xin lỗi mà nói. Do nơi đó mà điều răn cấm thứ 3 Đức Thầy chúng ta thấy sanh chúng hay bị vướng mắc, cho nên Ngài mới dạy điều thứ 3: ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá, lợi dụng tiền tài và nhân nghĩa mà đành quên đạo lý, và đừng ích kỷ xu phụng kẻ giàu sang mà phụ người nghèo khó. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó mới có chỗ xu phụng giàu sang phụ người nghèo khó, thì như vậy là dính câu là trọng phú khinh bằng đó quý vị. Do nơi đó người tu hành như thế nào cũng không bao giờ đắc đạo. Điều này Đức Giáo Chủ mới dạy chúng ta là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Do nơi đó kính thưa quý vị, chúng ta nên nghe kỹ lời của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy. Bây giờ chữ nhân là người, chữ ngã là ta. Nếu chúng ta còn so sánh hơn thua cao thấp sang hèn thì chúng ta dù tu cách nào giờ chúng ta phải bị luân hồi. Đúng như cái câu văn của Đức Giáo Chủ nói quý vị, tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Và chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Kính thưa quý vị, điều này Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng có dạy chúng ta trong những cái lời pháp nhiệm của Ngài. Ngài nói Đức Phật là một bậc toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ, toàn minh. Tức là chữ giác là giác ngộ, không bao giờ còn vướng mắc một mảy may như
cộng tơ cộng tóc, và toàn thiện là toàn hiền, toàn mỹ là toàn đẹp, chữ mỹ là đẹp, toàn minh là toàn sáng suốt. Cho nên đã là một vị Phật thì quán thông không còn vướng mắc gì hết. Do nơi đó mà chúng ta nghe lời Phật thì vô cùng hạnh phúc. Do nơi đó mà biết nghe lời Phật thì vui, nếu không nghe lời Phật là người bị khổ đau. Một lời Phật dạy mà biết trao, tâm ngàn giai tai ách gian lao tiêu trừ. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc của Ngài dạy chúng ta là chúng ta phải rèn lòng giữ dạ sắc đinh, mà phải đừng phai đừng lợt thì thân mình mới được thảnh thơi, đúng quý vị. Do nơi đó mà quyển nhất Ngài cũng thường dạy chúng ta là ít ai giữ được chí bền đó. Tu theo nước lớn thì rồng bèn thả trôi. Thì quý vị thấy nếu mà cái nước lớn thì nó dễ chèo dễ bơi, mà nếu nước rồng mà nước ngược rồi đó, chúng ta khó chèo khó bơi. Nếu chúng ta là không quyết chí thì chúng ta không thể bơi nổi. Do nơi đó mà kính thưa quý vị, trong kinh Phật thường dạy chúng ta đó, cảnh báo quý ngày mai muốn thấy thì sự tu hành cần phải tinh nghiêm, tâm duyên ý mã phải ráng kèm, những điều phước đức lo tìm làm ra, và gìn lòng chớ để xa mối đạo. Các giới răn trí não phải luôn ghi, mặc dù trong cảnh huống gì phải suy tư tác động mà lấy cái từ bi làm nền. Và tiếng đường đạo như thuyền đi ngược, nếu ngưng chèo là phải bị nước đẩy lui. Và muốn cho thuyền chóng tới nơi, phải chèo luôn chớ để hồi nào ngưng. Và đường đạo muốn mau gần tới Phật, bước tu đừng để tấp vào đời, đi luôn cho đến tận nơi, dù đường kiếm hiểm trở, dù người cản ngăn. Càng chướng ngại phải càng tăng sức tiến, càng khó khăn phải càng luyện đạo tâm, và quyết không để lạc hướng tầm. Thiền từ đuốc huệ phải tự cầm tiến lên, và phải tin Phật sẵn chờ bên cõi ấy. Mỗi ngày qua tháng lại thường kêu, thế gian cần được một điều, ở trần mà vẫn cứ theo Phật đàn. Do nơi đó có hôm nọ lời vàng Phật bảo rằng, con ơi xem cá ở chậu sành, cá không thấy nhốt thân mình, mà là cá chỉ thấy hình tự do, và nghĩ sanh chúng cũng là như vậy. Trong khổ đau mà thấy an nhàn, dù nằm trong cảnh lầm than, vẫn ăn chơi chẳng chịu toan giải sầu. Do nơi đó mà ngờ đời ngu độn khiến đau lòng Phật, đời ngu độn khiến đau lòng Phật, nên từ bi đủ cách đổ tha. Thần cơ khoa học cũng là điều phương tiện dụng để mà tỉnh dân. Do nơi đó Liên Hoa hội cũng gần bên cạnh, hội ấy không tại cảnh Tây Phan, mà là hội tại thế gian. Kẻ tăng người tục phải nên sang hội này, và sang hội Phật phải đầy tánh Phật, và mang tánh phàm sẽ bị rớt nửa đường. Dù cho chư Phật có thương, nhưng cái căn công lý vẫn trương thẳng bằng. Cố nhiên Phật vô ngần bác ái, Phật cũng không nói dạy ra ngay. Và người lành Phật cứu khỏi tay, kẻ hung thì theo lực trả dai tuần quần. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta ân huệ là được Phật xá tội, cho nên những câu đây là quá khích lệ tinh thần chúng ta, cũng dễ tu, dễ hành, dễ chứng đắc. Trong hung có hiền tâm phát khởi, khởi tâm lành với mọi chân thành, cũng là được Phật điểm danh, là Phật ghi tên chúng ta ở cõi cực lạc đó quý vị. Những điều trượt cũng quá thanh cho người, nhớ lời Phật bồi hồi từ đoạn, biết lấy chi đáp đặng ân thâm. Chỉ còn có cách quyết tâm độ mình độ kẻ để lôi âm đồng kề. Đó là một lời thề tuyệt đối. Phật xưa nay là luôn cứu độ chúng ta. Do nơi đó một cái đoạn pháp vừa qua rồi, chúng ta thấy Đức Phật thương chúng ta, là khích lệ chúng ta, là đủ cách tinh thần để cho chúng ta có được cái phấn khởi. Dù chúng ta có sai trật mà chúng ta biết ăn năn hối ngộ thì chúng ta cũng được Phật điểm danh, ghi tên chúng ta lên trên bảo liên đài là ao sen báo đó quý vị. Do nơi đó mà kính thưa quý vị, cái điều này Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên, và phải quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ân nghĩa phải toan đền dứt nợ. Do nơi đó mà ao sen báo Tây Phương đua nở, và chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà Đức Thầy viết chúng ta hai câu đó, mà Ngài Thanh Sĩ đem cái lời Phật luận cho chúng ta để chúng ta đặt niềm tin sâu, chúng ta phấn đấu sự tu hành, chúng ta cố gắng trì tâm làm bao nhiêu việc thiện để chúng ta chờ Ngài thành công viên mãn qua những lời sấm truyền như sau.
để đáp ứng cho hai câu Đức Thầy chúng ta mà: ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Là trong khi chúng ta xuất thân ra tu hành đó quý vị, khi con lướt trong gai khuyến thiện thì hột sen này Phật sẽ điểm tên con. Nếu con đạo hạnh vuông tròn, hột sen này sẽ nở lần thêm ra, vì công đức con ấy là phân nhựa sẽ giúp sen này được trổ nên qua. Nhược bằng con ngã đường tà thì sen này tức héo như là đốt thiêu, vì sen với con rất nhiều quan hệ, sức cảm thông nó đáo để phi thường. Phật dù ở cõi Tây Phương ngắm sen tất biết rõ đường con đi. Phật khuyên con nhớ ghi cơ mật, cành sen này đợi quả con nên, khi về con sẽ ngồi lên, mười phương thường gọi rằng tên Liên Đài. Và kính thưa quý vị, do nơi đó mà một quyển ánh sáng từ bi cũng có chuẩn xác cho chúng ta qua hai câu mà Đức Thầy dạy: ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm như sau. Tuần đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra, vì gần đây nơi cõi Liên Hoa nhiều bông đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây, dưới trần hương đốt một cây là tòa sen sẽ có một dừng mây bay vào. Thanh tâm ở đây thì sen cực lạc tươi màu, mà ở đây khởi tâm trọng trượt thì sen cực lạc sẽ xào úa ngay. Có sen tươi tắn mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Vì vọng tâm nơi cõi trần gian, cánh hoa sen ở Phật đàn nó sẽ chuyển lai. Sen và người chẳng phải hai, cũng nên lấy đó để khiến say tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, nhưng mà trái đường đạo đức là sát hồn sẽ ra tro. Nhưng mà sát tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thở nào cho quần hồn. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo sát cũng như hồn ít ai. Chỉ lo những sự dông dài, mà tử sanh diệt lớn ít ai lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến mà lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh mà không chịu bỏ cái tánh tình tham lam. Và kể sao cho hết tánh phàm, nết dù đánh chết tánh làm sao quên. Bởi tham muôn quả gây nên, tánh tham chưa ức dứt là chưa yên sự đời. Do nơi đó mà đông tây lỡ đất long trời, do lòng tham của loài người tạo ra. Vì nhiều người người ở ngoài da, bên trong lại giống yêu ma thú hầm, chỉ xô nhau vào chỗ chết chùm chứ ít ai cởi mở gông cùm cho ai. Thấy người mắc nạn chỉ vỗ tay mà chẳng ra tay cứu như ai khốn nạn. Chỉ thừa cơ nguy lập vào sang, ít ai ra gỡ rối loạn cho dân. Có tài chỉ biết lo thân, chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Kính thưa quý vị, cái người hay học, hay học chữ nghĩa cho giỏi cho cao, mà ở vô nghì, chỉ vô là không, chữ nghì là nghĩa đó quý vị. Học hay mà ở vô nghì cũng như vô nghĩa, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Không bằng người ta học yếu học kém mà người ta biết đạo màu, chữ tri là biết đạo màu. Vì lòng người dị kỷ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. Vì to quyền lớn chức rộng hàm, dị thân càng lớn là lòng tham càng nhiều. Do nơi đó năm châu đều nhuộm máu đều, lý do phần lớn tại chiều lòng tham. Nhưng mà nhắc hoài e chúng sanh nhàm, tánh tham trừ được là đủ làm siêu thăng. Mấy con ơi, còn nhớ hay chăng, xưa kia có một trong ngàn kiếp qua, con làm một đại phú gia, giàu sang hơn cả gần xa trong vùng. Đông ra chỉ có một thùng, lấy vào một dạ mà lòng chưa ưng. Cho dai thì bắt thế chăn, vốn lời trả thiếu, tịch khuân gia tài. Ruộng vườn thì thẳng cánh cò bay, mà không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bạc học lúa thiên, vẫn khe khắc giới tá điền từ tô. Lúa tiền lo góp thu vô, còn nhân với nghĩa là quá khô khan lòng. Gần xa những kẻ bằng nông, lấy làm quán ghét phú ông vô cùng. Nhưng ông chẳng có ngại ngùng, mặc cho ai nói, còn ông cứ làm. Kể sao hết việc ông tham tới tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết là không siêu hồn. Thế rồi lại có một hôm, ông đang sửa kiển mấy bồn ở trước sân. Bỗng đâu gió thổi qua thân, phú ông say sẩm ngã lăn trước nhà. Và người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi. Khiêng ông vào gọi lương y, 7 ngày sau đó mạnh đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua, tối trời đường hải còn xa. Xin ông cho nghỉ để sáng ra khởi hành, và thấy nhà đạo sĩ hiền lành. Phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ, giống duyên vốn hợp thời cơ. Ngay trong đêm đó chuyện trò lại qua, nhà sư mới liền hỏi phú gia. Bệnh ông đã phát tuần qua nặng nề, thẳng như trong lúc nằm mê. Chết luôn là nai xác ở dưới mồ phải không? Bao nhiêu tỉa của cải tiền nông cũng không đem theo được một đồng trong tay.
làm ra thì không dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu? Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của tiền bỏ lại nó đâu theo mình. Sát thân nhất định rã sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phút chung quy, bạc tiền là thứ vô nghì phải chăng? Vì tiền mới làm mất thiện căn, vì khăn mà khiến cầm lưng muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp, tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi sống mỏi mòn, nhưng lòng tham ấy lại còn tăng cao. Càng tham càng nặng tội căn, lần này khổ gấp trăm ngàn lần qua, chi bằng suy nghiệm sâu xa. Tánh tham hiện kiếp phải là ngu không, chi bằng muộn lớp bụi hồng. Lấp đường sanh tử dung trồng thiện căn, phải lấy sanh tử đổi niết bàn. Đem thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói mới gật đầu khen rằng lời đó ngọc châu khó bì. Nhận mình đã quá mê si, già rồi mà chẳng hiểu gì cái sự tu. Mãn lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu đến nỗi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tay. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhưng mà nhà sư liền nhắc thêm ra, xin ông đừng ngại tuổi già hết tu. Ông thật tâm hướng thiện quầy đầu, chỉ trong ông nhất khắc ông sẽ được chầu Như Lai. Dí dầu ông sắp chết ngày mai, bữa nay ông hối ngộ liên đài ông cũng được lên. Tội do tham nó tạo lên thì là phước cũng tâm đền được ngay. Vì tâm mê mới lạc cảnh trần ai, như tâm giác Phật đài được qua. Mà giác mê là bất luận trẻ già, miễn là giác được hay là còn mê. Giác tu thì nhất kiếp Phật về, mê tu muôn thở vẫn là phàm phu. Cho nên đồng một trường tu, kẻ thì phát huệ, người ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời thì phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm, mới đắc bắt đầu mộ đạo quyền thâm. Và lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành, bao nhiêu tiền của để dành mới đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống sát thân, vừa đi khuyên nhủ nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà được phát duyên rất nhiều. Do nơi đó liền vào một buổi chiều, hào quang mới sáng rực trên liều của phú ông. Người gần thấy lạ, đến trong thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, và chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Và trên đầu có phóng một hào quang sáng rực trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau và chắp tay vào ngực thì thào giái giang. Trẻ già đồng một lời rằng phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này mới thấu đến gái trai, vừa là cảm phục vừa quay đường lành. Vì phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu Phật rằng con xét bấy nhiêu. Tánh tham trừ được là đủ siêu Phật đài. Kính thưa quý vị, vừa qua là một đoạn pháp nói về một cái sự si mê mà tham đắm, nhưng mà nghe lời của ông đạo sĩ nhắc nhở sự tu mà phú ông quầy đầu hướng thiện, xả phú cầu bằng, xả thân cầu bảo, thì phú ông đắc đạo qua một cái đoạn giảng như thế đó. Thì kính mong tất cả quý đồng đạo chúng ta là nhận thức để đây là một cái chân lý tuyệt vời, để chúng ta nắm đó làm kim chỉ nam mà chúng ta tu hành thành công viên mãn như cái lời pháp vừa qua đó quý vị. Và kính thưa quý vị, khuôn vàng thước ngọc của Đức Giáo Chủ chúng ta dạy đó, thì nó có là giới răn, tam quy ngũ giới phải lòng hằng gìn theo. Thì kính thưa quý vị, tam quy là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và ngũ giới của chúng ta là giới răn của chúng ta là sát sanh, đạo tặc là ăn trộm, tà dâm là sự dâm dục bất chánh, và uống rượu. Và cái thứ năm là chúng ta nói dối. Là kính thưa quý vị, tam quy ngũ giới của Đức Thầy chúng ta là như thế đó. Cho nên khuôn vàng thước ngọc của Đức Thầy chúng ta dạy, thì cái đây là cái bài nền đạo đức của trong kinh Phật để dạy chúng ta, để cho chúng ta giữ theo khuôn vàng thước ngọc mà Đức Thầy đã dạy qua những lời đọc như sau. Nền đạo đức ráng làm sáng tỏ, hỡi bà con lớn nhỏ quê nhà. Muốn cho thân được giữ liên hoa, chớ để đạo mê xa trần tục. Vì làm nhà cửa là không dùng cây mục, và làm Phật tiên chẳng chút nhiễm trần. Anh chị em phải ráng tu thân, và đừng ngao ngán gian trưng lắm lúc. Tuy phải chịu năm bào mười đục, có ngày mới nên hình Phật cốt tiên. Và chớ nản lòng trước cảnh đảo điên, phải bền chí lo chuyên đạo Pháp. Vì rách lạnh trước rồi sau mới ấm áp, sung sướng nay là mai mốt khổ lao.
và công phu nhiều thì quả mới cao, mà lơ là quá thì làm sao ngộ đạo. Vì tu trong bụng chứ đừng tu ngoài áo, và đạo tại tâm chớ đạo ở tại mờm. Biết đạo phải nên hương nước sớm hơn, và đừng tu bạc đèn nhang mai tối. Và phải tu chân chánh chứ tu giả dối, và đường Phật đi phải nên nối gót theo. Đã xả thân chớ sợ nguy nghèo, và theo tâm Phật chứ đừng theo ma quỷ. Chưa hiểu đạo thì còn cái tánh ngụy, ngụy là dối đó quý vị. Và hiểu đạo rồi phải ráng trị tà tâm, và phải tưởng tin Phật pháp thậm thâm, khá thực hiện từ tâm bác ái. Và phải lấy cái nhẫn nhục thắng qua vật ngại, và phải đem giới răng ngăn cái tâm trần. Dù yêu tinh đầy dẫy bên thân, cũng chớ để tâm thần ngơ ngác. Và phải niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, một lòng nguyền bến giác sẽ tầm qua. Nghiệp của thế gian phải trút hết lại cõi ta bà, và lòng Bồ Tát phải ôm qua bên tịnh độ. Và trên đường tiến đến ngày tỏ ngộ, khó khăn bao cũng phải ráng tu hành, và giữ mặt ai mình vẫn làm lành. Cứ như thế mà hành mới được, vì đường đạo có xa bao cũng bước. Tình đời dù trái ngược cũng phải tu, và tu cho mình hết kiếp dại ngu, và tu cho kẻ khỏi câu thống khổ. Muốn giải thoát phải tìm phương tịnh độ, và muốn siêu sanh phải theo lộ thiền môn. Độ cái xác thân, độ cả linh hồn, độ mình kế mới độ luôn bá tánh. Làm phước đức rồi trao đạo hạnh, cái tánh phàm phu phải đổi tánh Phật tiên. Mối từ bi năm tháng phải nối liền, và cái đường chánh giác ngày đêm phải rộng mở. Chẳng những tự lo cho xong nợ, còn giúp người sớm gỡ cái dây oan. Đem cái sự tu biến cái cõi trần hoàng, không còn thấy tiếng than cảnh khổ. Và phải tu cho đúng con đường đại độ, và phải tu cho thông cái con lộ quyền di. Đừng núng nao công việc nghĩa nghì, và đừng từ chối những gì phước đức. Trước hết phải tự mình nỗ lực, rồi Phật tiên sẽ giúp sức thêm cho. Vì tu ngồi không công đức không lo, tu như thế bao giờ đắc đạo. Vì tu nhân đạo phải lo hiếu thảo, và tu Phật môn phải giáo độ đời. Tu mà không giúp ích cho người là tu trái ngược lời của chư Phật. Và tu phải tâm vô nhất vật, kính thưa quý vị. Tâm vô nhất là tâm không gì một vật nào hết đó quý vị. Và tu còn ham vật chất sao nên, thoái đời tuy khó bỏ phải ráng quên. Và cái tánh đạo rất khó rèn phải ráng tập, và phải cương quyết chứ đừng lập bập. Nay không thành bữa khác sẽ thành, phải như Thích Ca luyện đạo ở non xanh. Phải như Tam Tạng thỉnh kinh Đông Độ, không cương quyết đâu thành Phật Tổ, mà không nhất tâm đâu ngộ được Như Lai. Vì người xưa kia như thể người nay, thành đạo chẳng một ngày mà được. Tiên thánh cũng phải thăng trầm bao lượt, phải cố gắng tu hết sức mới thành. Ít có ai bữa trước mới hành, bữa sau được nên danh Bồ Tát. Vì người thường trước có nhiều cái tội ác, kém tu không đủ sức tiêu trừ. Phải làm cho cái công đức có dư, tội ác hết cái chân như nó mới tỏ. Cũng như muốn lúa tốt phải làm sạch cỏ, muốn cái tánh minh phải bỏ cái lòng tà. Nếu lưng chừng nửa Phật nửa ma là đến chết cũng không ra gì cả. Mà nếu ngồi không nói thiên cơ mà không hối quá, thì rốt cậu rồi cũng như cá bị mắc câu. Vì cái hội Phật tiên chẳng dễ gặp đâu, muốn gặp được phải công tu dày dặn. Hội tiên Phật mà người nào dự đặng là tự nhiên người ấy chứng quả rồi. Tu lưng chừng hoặc đạo lôi thôi là khó mong dựa chính ngôi sen báo. Hỡi tất cả anh em trong đạo, và hỡi bà con lão ấu gần xa, phải ráng thành tâm hành đạo Thích Ca, và phải ráng thật ý tạo ra phước đức. Phải khá thương nhau như là cật ruột, phải khá giúp nhau trong cuộc gian nguy. Trên con đường trí huệ từ bi phải dìu dắt nhau đi tột chỗ. Vì hiền thiên hạ sống còn đầy đau khổ, đạo nghĩa phải nên thi thố rộng ra. Phải giải cứu đời khỏi cảnh thiết tha, hỡi đồng đạo quê nhà cố gắng. Từ xứ lạ đôi lời gửi nhắn, gọi là quà biếu tặng cho nhau. Xa nhau xa mặt xa mài, trong lòng trong dạ chẳng ngày nào xa. Thì kính thưa quý vị, khuôn vàng thước ngọc của Đức Thầy dạy chúng ta thì qua rồi. Thì cái bài nền đạo đức mà trong kinh Phật dạy chúng ta thì nó cũng là hết sức xác đáng. Để ai mà nghe và hành theo được thì sự tu hành sẽ thành công như ý muốn. Tu hành có được nhất tâm thì thành công sẽ chắc chắn như cầm trong tay. Và kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta còn dạy thêm, nếu chúng ta theo con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, trước là giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, và không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, phải chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời,
và đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ và thường gây mối thiện duyên, thì lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà sự nhân sự ngã chúng ta nó quá nặng. Đức Thầy cũng thường dạy tâm tần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Do nơi đó Kinh Phật cũng thường dạy chúng ta, nếu ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp cũng khó siêu Phật đài. Hay hành đạo dứt được lòng dị ngã thì tất là chơn đạo cả nên ngay. Nhưng mà ai ơi, lòng nhiễm trần ai thì thường tình chứ không thể một ngày dứt xong. Thì kính thưa quý vị, cũng cần phải lâu ngày, cũng như chúng ta nó tâm nó nhiễm ô thì chúng ta phải sửa bỏ lần, cũng như Đức Thầy thường dạy chúng ta đó. Sát trần tục như cây cạnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Đẻo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó mới trông vào rất tốt. Thì do nơi đó đúng như thật Đức Thầy dạy, Đức Thầy nó dạy quy y thì khá làm y, và giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Thì cũng như cái cây chúng ta là hạ xuống, chúng ta phải nhánh nhóc ta chặt trước, rồi là những cái cạnh khến chúng ta phải chịu khó đẻo bào, thì lâu ngày nó mới tròn nó tốt. Cũng như trong tâm thân chúng ta mà cái tánh xấu mà còn rồi thì chúng ta không thể thành công đắc quả được. Cũng như nhà muốn cất phải nền móng trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Nếu tốt lành tâm chẳng chịu cầm, như nhà muốn cất mà mầm móng không. Thì kính thưa quý vị, thường tình thì quý vị thấy có những tòa lâu đài đó, nhưng mà nền móng thì thợ làm cũng khá kiên cố, nhưng mà những cái vùng đất sâu, đất ẩm, đất cát, đất bùn lầy, mà nếu cái móng nó không sâu mà tòa nhà nó cao quá thì nó đi cây cao thì gió càng lai càng cao, danh vọng càng dài gian nan. Thì nơi đây cái tòa lâu đài nó cũng thế đó. Thì nếu cái nền móng nó không được sâu, cái chân mà nó xuống dưới bao nhiêu thước nó cân đối với tòa nhà cao thì nó cũng phải bị sập đổ ngang thôi. Thì đây là Đức Phật cũng khuyên chúng ta, nếu trên đường tu mà cái tâm chúng ta không tốt thì không khác nào cái nhà, cái nền móng chúng ta nó không an toàn thì nó có dòng gió nó sẽ dễ bị đổ ngang. Do nơi đó mà Đức Thầy chúng ta thường dạy, ai ai phải ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài, hay hoặc giả là những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao chúng ta sẽ thấy người xưa tường tận mặt, hay đời này rồi dạng thảo ngay thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Do nơi đó mà trong kinh cũng thường dạy chúng ta, chỗ dơ bẩn hay sanh dòi tửa, lòng xấu xa sẽ nảy nở yêu ma. Xin khuyên tất cả người ta chớ nên nuôi những xấu xa trong lòng, vì làm ác là gặp ác không sai chạy, lực trả dai dạng đại bất di. Giàu sang quyền thế bực gì cũng trong nhân quả chứ khó đi ra ngoài. Xem sử sách xưa nay đã thấy, làm việc gì việc ấy sẽ trả cho, đúng như là đã hẹn hò. Luật trời báo ứng bao giờ cũng linh, cơ thưởng phạt chớ khinh mà mắc. Biết bao nhiêu nhân vật đã làm, tưởng rằng không có lực âm, nào ngờ quả báo đúng tâm của mình. Và kính thưa quý vị, qua bao nhiêu cái đoạn pháp mà Đức Thầy dạy chúng ta đó, nếu chúng ta muốn đi trọn vẹn trong khuôn vàng thước ngọc của Ngài dạy thì chúng ta phải noi theo chí Phật, chúng ta phải noi theo gương hạnh Phật, chúng ta hành là thành công theo như ý muốn và không bao giờ bị thất bại. Qua những câu giảng như sau: muốn tu như Phật đã thành, phải nên noi chí Phật mà hành không sai. Chí như Phật có ngày sẽ thành Phật, và chí như phàm đến chết vẫn phàm. Chí phàm diệt đạo khó kham, phải như chí Phật mới làm đạo xong. Chí Phật có là đạo không thể hoại, chí Phật cao quỷ quái khó ngăn. Vì đời nay tu niệm khó khăn, không nhiều chí Phật là dễ dàng bỏ trôi. Chí Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Và có tâm muốn giải thoát đời thì là chí Phật trong người mới phát ra. Muốn cứu vớt người ta hết khổ, chí Phật kia cũng có thể sanh. Cho nên những kẻ tu hành thường lo giải thoát với tình từ bi, tâm giải thoát mới khiến ly trần thế, và có lòng từ bi mới khiến tế độ nhân. Muốn nơ tu thành Phật thành thần, phải nên bố đức thi ân cho đời, giúp kẻ tối ra nơi sáng tỏ, giúp người đang đau khổ được vui. Tu là để cứu mọi người, nếu tu không cứu khổ đời là ngược tu. Tu một ít ở câu giải thoát, giải thoát bao khổ ách hồng trần. Tu không giải thoát riêng thân, mà còn giải thoát dân ở khắp trời, vì đạo Phật mở muôn nơi thế giới. Đạo Phật không chỉ gọi một phương, cho nên tu đúng Phật đường phải tu có chí chủ trương đại đồng. Kính thưa quý vị, chữ đại là lớn, chữ đồng là bằng nhau, tức là tâm Phật là không bao giờ xem cao xem thấp cái chân ngã nhau. Và kính thưa quý vị, nếu chúng ta muốn tu thành công viên mãn
như Đức Thầy dạy chúng ta đó, noi theo con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, cứ tâm thanh tịnh làm việc nhân từ. Thì trong kinh Phật cũng có dạy chúng ta như sau. Kính thưa quý vị, đền trung hiếu phải bằng chân công đức, và đáp nghĩa tình phải bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiếu trung sẽ dạng, nghĩa tình sẽ xong. Chân công đức tổ tông cứu được, sức tu hành quyến thuộc độ qua. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn phải là tu cao. Vì đức kém độ người đâu nhiều được, cũng như đò nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, phải nên tu có chí độ đời thật to. Chí Phật chẳng riêng lo một kẻ, chí Phật là cho cả chúng sanh. Cho nên muốn tu như Phật đã thành, phải nên noi chí Phật mà hành không sai đó quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay đây thì bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy và của trong kinh Phật, cũng như lời của Ngài Thanh Sĩ thì nhắc nhở qua đây. Thì thời gian nó cũng hạn chế, thì cũng xin phép đọc lên vài cái bài kệ ngắn mà nó đầy đủ những cái lý màu nhiệm sâu xa cho quý vị nghe, để dễ tu dễ hành dễ chứng đắc như sau. Nam mô A Di Đà Phật. Đời là khổ, tạo nghiệp nhiều thêm khổ. Khổ đời mà biết gỡ ấy là khôn. Khi lo thân sống là phải nhớ lo hồn, bỏ hồn chỉ lo thân là uổng kiếp. Thân sẽ mất nhưng hồn còn theo nghiệp, hồn mượn thân để làm cái nhịp cầu siêu. Và phải sống cho hồn quy Phật tiêu diêu, chớ sống để hồn theo muôn đài đọa. Vì đời càng tạo là càng khiến không thông thả, đạo càng tu càng thấy nhẹ khổ đau. Vì đạo là đường hạnh phúc cõi trần lao, cũng là cửa đưa người vào cực lạc. Muốn hạnh phúc và muốn cho giải thoát, đường đạo nên tiến bước chớ nên dừng. Giả thân này tu đổi lấy cái chân thân, dịp lành mất muôn lần là không thể kiếm. Sanh ra gặp đạo màu là của hiếm, có duyên xưa chứ không phải chuyện bất ngờ. Phải quyết tu hành chớ để phút nào ngơ, phải nhất tâm được có giờ phải thành đạo được. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà những câu Đức Thầy dạy chúng ta đó, phải rèn lòng giữ dạ sắc đinh, đừng phai đừng lợt thân mình mà thảnh thơi. Do nơi đó mà bên trời xa bên kia 6 giờ bay, Ngài Thanh Sĩ thương chúng ta mới gửi về cho chúng ta một cái lời pháp mà khuyên răn chúng ta đặt niềm tin sâu để tu hành qua những lời pháp như sau. Kính thưa quý vị, đây là Ngài viết cho ông này là ông Võ Văn Bằng, ngày 30 tháng 4 năm 1968 như sau. Ông này ông tên ông Thiện Ân, do nơi đó mà cái lời có sử dụng cái từ ân là gần như suốt bài. Xin đọc như sau. Ân ơi hai chữ tu hành, giàu sang khó sánh, công danh khó bì. Ân ơi lòng dạ từ bi, tình nào dám đọa mà nghĩa chi dám kình. Ưng ơi độ kẻ độ mình, từ bi phải ráng học, tu hành phải ráng lo. Ưng ơi biển khổ quá to, muốn qua phải mượn chiếc đò từ bi. Ưng ơi đời rốt còn gì, dù rằng đời có cực kỳ văn minh. Ưng ơi đời là chốn tranh giành, càng giành càng khổ mà càng tranh thì càng tàn. Ưng ơi sanh tử còn mang, thì đời như là giấc mộng tràn mà thôi. Ưng ơi phải lấy đạo thay đời, phải đem điều sanh tử đổi nơi niết bàn. Ưng ơi muốn khỏi cái thế gian, không chi bằng lối theo hàng Phật khuyên. Ưng ơi phải thật chí tu hiền, Phật trời sẽ độ, cơ quyền sẽ thông. Ưng ơi chỉ có mấy dòng, làm quà hải ngoại tặng lòng của ưng. Chúc ưng toại nguyện lãnh phần, hẹn nhau gặp một ngày gần kề bên. Thì kính thưa quý vị, đây là bên cạnh trên trời Tây Phương Cực Lạc, do công tu mà giữ theo khuôn vàng thước ngọc thì đi về Tây Phương Cực Lạc, hay là bên ngày Đại Hội Long Hoa gì thì cũng vẫn thành công viên mãn luôn quý vị. Do nơi đó mà Đức Thầy dạy chúng ta đó, cái câu niệm Phật thì như thế nào mà Ngài thường dạy chúng ta là trong bát chánh đạo thì xin trích là có cái chánh tinh tấn đó, dù thành hay bại cũng một đường tín ngưỡng của mình, dù cho ai phá rối đức tin ta vẫn cứ một đàn đi tới. Rồi một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản cái châu thân, phải lấy chơn nhân dẹp cái tánh phàm trần thì mới có thể mong về cực lạc. Kính thưa quý vị,
cái mục chánh mạng này thì Đức Thầy làm như là biết chúng ta khó dạng, cho nên Đức Thầy mới dạy mà gọi chúng ta với một cái từ mà ơi hỡi đó quý vị, đó là Ngài hết sức tha thiết sợ chúng ta không làm đạt chuẩn, cho nên Ngài mới khuyên chúng ta mục chánh mạng chúng sanh phải ơi hỡi cho hồn linh cai quản châu thân, tức là cái tinh thần tâm hồn chúng ta phải cai quản cái xác thân của chúng ta, đừng để cho nó làm những điều sái quấy mà nó phải bị đọa thân. Sự tu không thành mà cái xác thân khi chết rã mà cái linh hồn không phải bị đọa địa ngục. Cho nên cái câu phải lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, cái chân lý đạo của con người mà học Phật tu nhân mà chúng ta noi theo gương hạnh Phật rồi là chúng ta mới dẹp cái tánh phàm trần, chúng phải tu theo cái đường Phật đi thì mới có thể mong về cực lạc được. Thì kính thưa quý vị, đây là những cái câu pháp mà Đức Thầy chúng ta là thường nhắc nhở chúng ta dạy, do nơi đó mà Ngài Ngài mới bảo chúng ta là hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Là như thế nào mà điều nào chúng ta đáng nhớ mà chúng ta lại quên? Do nơi đó trong kinh Phật cũng có chỉnh chúng ta những câu như sau: Phật bảo rằng sự hèn lại dám, việc tốt lại không can đảm thi hành, là thói thường của khắp chúng sanh, gặp khổ nạn cũng đành đừng có trách. Kính thưa quý vị, cái sự hèn là cái sự này đem ra mà thi thố công chuyện là không có đem lại cái lợi ích gì cho gia đình, cho xã hội, cho bản thân, là cái sự hèn mà lại dám làm. Mà cái sự tốt á, là giúp có thể hạnh phúc gia đình, giúp cái linh hồn đắc đạo, giúp cho tốt đời đẹp đạo, hay giúp đem lại quang vinh cho đất nước mà không xuyên suốt lại làm. Thì do nơi đó thì nơi đây nếu mà nói cạch kẽ qua thì nó sẽ động chạm, nó mít lòng. Nhưng mà đồng đạo nên tìm hiểu sự nào là sự hèn, mà sự nào mà sự tốt. Tại sao sự hèn dám làm, sự tốt không dám làm? Mà hai câu sau thì Phật chuẩn rất là rõ, là thói thường của khắp chúng sanh, gặp khổ nạn cũng đành chớ trách. Do nơi đó mà Đức Thầy dạy chúng ta làm nhân ái là áp tiêu bệnh tật, là chỗ đó đó. Bây giờ á, hằng ngày Đức Thầy thường dạy chúng ta nè, ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng thì thường có thần độ cho. Do nơi đó mà Phật bảo rằng giống lành phải thường tỉa, mới có thần nhân chặt chẽ quanh thân, và gặp những khi lỡ bước xa chân thì cũng không đến nổi ra thân hèn hạ đâu quý vị. Do nơi đó mà quý vị hằng ngày chúng ta đã thường tỉa cái giống lành, là giống từ bi bác ái, cứu khổ ban vui, giúp thế độ đời, thì như vậy chúng ta mới có tín hiệu Phật. Ví như trên đường tu học của chúng ta mà chúng ta thường bồi đức lập công, giúp thế độ đời, các việc từ thiện như Đức Thầy dạy, thì chúng ta sẽ có tín hiệu Phật sẽ ghi sổ, ghi điểm chúng ta. Thì khi chúng con có tai họa thì chúng ta có phước đem ra để trừ họa. Còn bây giờ trên đường tu học chúng ta mà chúng ta không chịu thi thố những cái lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật chỉ dạy, chúng ta lười biếng không chịu bồi đức lập công, ví như là Phật tử là phải mong qua tịnh độ, đi chớ ngồi một chỗ không xong, phải cần bồi đức lập công mới làm phân bón cho lòng Nam Mô chúng ta. Thì trên đường tu học chúng ta thi thố bao nhiêu cái việc giúp thế độ đời, từ bi bác ái, chúng ta sẽ được Đức Phật độ tận nơi chúng ta. Còn bằng như chúng ta không làm thì ví như chúng ta có cái điện thoại thuê bao hiện nay đó quý vị, chúng ta không có thể nộp thẻ được thì tổng đài không bao giờ phục vụ chúng ta. Thì chúng ta dù có cái điện thoại có đầy đủ điện binh 100%, chứ chúng ta cũng gần như ngoài dùng phủ sóng thôi. Thì điều này mong quý vị nhận thức và chỉ dạy cho tất cả những đàn em con cháu chúng ta sao, để nó nhận thức, nó mới biết làm những việc từ bi bác ái, đi trên con đường Phật thì được hạnh phúc gia đình, tốt đời đẹp đạo, đúng như Đức Thầy dạy là tu cầu gia đạo vuông tròn, và là sẽ được chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Và kính thưa quý vị, trên đường tu học chúng ta nếu chúng ta thi thố bao nhiêu cái việc phước việc lành thì là như vậy, là Đức Phật khích lệ chúng ta những câu văn như sau: phải lấy phàm thân đổi Phật thân, chớ gì phàm sát mà phải diệt cái chân linh hồn của ta. Tuy mạt pháp kim ngôn được thính. Kính thưa quý vị, chữ kim là vàng, chữ ngôn là lời nói, cũng như là thờ nời mạt pháp này mà chúng ta được nghe lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy đó. Thính là nghe đó quý vị. Tuy mạt pháp kim ngôn được thính, ấy nhờ duyên Phật dính muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ, không tu thì tới bao giờ mới tu? Nay tu một phước tu gấp mấy, và đạo màu sẽ thấy mau hơn. Khó tu trong cái buổi hạ nguyên mà lo tu được, ấy chân lòng thành. Vì tu hành giữa lợi danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi, dẫn tu không lị theo đời, thì người tu ấy nhất định được ngồi tòa sen,
và tu không thể yếu hèn tâm lực, vì người tu phải mạnh nhất tinh thần, vừa là tự trị được thân, vừa là chống được trở ngăn bên ngoài. Do nơi đó việc khó bỏ phải bỏ ngay tức khắc, việc khó làm được mới thôi, quyết tâm không thể đổi dời. Người tu phải cố gắng hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết thì tấm lòng cương quyết mạnh hơn. Người tu sở dĩ tu lên nhờ lòng cương quyết tiến lên Phật đài, tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nào, miễn là thỏa dạ khát khao, dù hy sinh đến bực nào cũng vui. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà bao nhiêu cái sự hy sinh đó, Đức Thầy thường dạy chúng ta như sau. Tại sao Ngài dạy chúng ta phải ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, mà để tâm phát bồ đề vững chắc và giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, và phải thường nhớ câu đại lực đại hùng. Do nơi đó mà cái điều này ráng làm như việc khó làm, thì quỷ thần nể Phật thế phàm mới kiên quai chúng ta. Tất cả những điều mà xã hội ít người làm mà chúng ta làm được thì quỷ khiếp thần khâm. Cũng như bây giờ trên đường tu học chúng ta mà hiện nay, Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta tại sao ấy, những người mà có của tiền dư mà Đức Thầy khuyên. Đức Thầy nói những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Kính thưa quý vị, câu nói này nếu mà những người mà của dư tiền mà Đức Thầy hỏi quý vị đó, quý vị có soạn cái lời trả lời cho Đức Thầy được không? Đức Thầy nói là những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Hay hoặc giả rằng là khuyên răng cuối xóm cùng làng giàu sang nắm giữ của ngàn để làm chi, rồi đời này giành giật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi xong quý vị ơi. Hay hoặc giả là Ngài nói là chết rồi thì cũng bỏ của bơ dơ, nhưng mà chi bằng làm phải được truyện thơ ghi đời đó. Hay hoặc đó là chúng ta dư mà chúng ta không chịu bố thí thì một ngày kia thì chúng ta gặp những cái loạn ly thì như thế nào. Đức Thầy thường dạy mà, Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu túng thiếu mà quơ mà tải, khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, và đến loạn ly khổ hạnh mới khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Mà trái lại điều này, xin lỗi quý vị, Đức Thầy nói nếu giữ bo đến lúc phong ba thì cũng gặp cơn bát loạn là khó mạng thân. Bây giờ bình thường chúng ta dư mà không có giúp thì gặp cơn bát loạn này nó sẽ vô là nó vét sạch chúng ta hết, mà nếu chúng ta cự lại là coi cái thân mạng chúng ta cũng khó yên với nó. Do nơi đó mà Đức Thầy dạy câu văn là rất rõ ràng đấy quý vị, nếu giữ bo đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Thì cái điều này nếu chúng ta đem cái tâm từ bi bác ái chúng ta thi thố xã hội, chúng ta sẽ được hạnh phúc qua những câu như sau. Đâu bằng niệm Phật ăn chay, cầu về cực lạc là khỏi ngày trầm lưng, sanh tiền làm phước làm nhân thì tất nhiên tử hậu quả trần hết đeo. Kính thưa quý vị, sanh tiền là lúc bình sanh nè, chúng ta hay làm phước làm nhân đi, chúng ta làm nhân ái sẽ ắt tiêu bệnh tật, đúng như Đức Thầy chỉ dạy thì tất nhiên tử hậu. Kính thưa quý vị, chữ tử là chết, chữ hậu là sao, thì đương bình sanh chúng ta sanh tiền làm phước làm nhân, tất nhiên tử hậu là sau này ngày chết quả trần lõa khổ không có đeo chúng ta. Nếu chúng ta làm y thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Và hai câu kế này nó rất là ca ngợi tinh thần của chúng ta. Giống lành hôm sớm lo gieo thì là cái hoa phước được treo đầy nhà. Kính thưa quý vị, trên đường tu học mà chúng ta biết nhận cái hoa phước chúng ta là cái hoa từ bi đó quý vị. Cái hoa từ bi không bao giờ tàn, cũng như bạc vàng còn bị tiêu hao mà tu hành được phước là không bao giờ mòn, phải không quý vị? Do nơi đó mà ai cảm nhận được mà thấy cái hoa phước của chúng ta được treo đầy nhà là như thế nào. Trong làng chúng ta mà có một ông phú hộ đó, hay một ông trưởng giả đó mà ông hay thường bố thí giúp thế độ đời, thì dù ở đâu dân khổ sở đi đâu đi nữa, người ta tới một cái quán trọ bên đường đó, người ta khổ sở, người ta xin cái số tiền để người ta đi về quê, thì cách mấy trăm km lận, thì như vậy rất ít người cho. Nhưng mà trong quán có một người chỉ là ông xuống ông trưởng giả Thanh, ông trưởng giả Nhàn nào đó, là ông lợi đó, là ông trưởng giả đó, cho ông đủ tiền đi về, ông khỏi cần mắc xin đâu nữa hết. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó mà hoa phước treo đầy nhà là chỗ đó đó. Còn ngoài ra nó cũng còn nhiều cái chuyện mà hoa phước treo đầy nhà nữa đó quý vị. Cho nơi đó mà hôm nay thì thời gian nó cũng khá tối rồi, thì cái clip thấy cũng tương đối khá dài, thì sự giải trình của mình thì trước khi cũng chấm dứt, cũng kính chúc quý vị được an lành, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, và đạo quả cũng được sớm viên thành, gia đình hạnh phúc, để quý vị tu hành đúng cái khuôn vàng thước ngọc của Đức Phật. Đức Thầy chỉ dạy là tu cầu sao mà Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc thì được nhẹ mình tiêu dao. Và cũng như là Đức Thầy có báo tin chúng ta là cảnh Tây Thiên tới báo ngọc đầy lầu luôn quý vị. Ráng tu tỉnh mới tìm nơi an dưỡng, vì kẻ hiền đức sau này được hưởng tới cái phép thần linh của Đức Di Đà lận quý vị ơi.
Do nơi đó mà nếu ai mà nghe theo lời Đức Phật, Đức Thầy mà hy sinh mà giúp thế độ đời thì chúng ta sẽ được hưởng một cái hạnh phúc an nhàn mà về Tây Phương Cực Lạc, là sống một cái trường sanh bất lão như Đức Thầy dạy chúng ta trong quyển 5 đó quý vị. Ôi cả sang hàng mấy ai thông thả nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân có giữa Phật đài mà thông thả hưởng mùi sen báo đó quý vị. Và kính thưa quý vị, sắp gần hết thì cũng mạn phép tái khẩu lại ít câu cho quý vị nghe thêm. Là sống phải nghĩ lúc khi mình chết. Chết là điều chung kết người đời. Chết trong cảnh khổ hay vui đều do thiện ác lúc người bình sanh. Lúc sống nếu biết dành khi chết là khi chết không hối tiếc cuộc đời. Là vì chết để thảnh thơi, chứ đâu chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác không tan hồn được, nhờ biết tu trong lúc bình sanh. Vì bao nhiêu việc phước việc lành đều là diệu dược phép linh sau này không đâu quý vị. Cho nên khi chúng ta mà ráng tu hành, mà chúng ta có một tình đạo Phật thật sự rồi quý vị, vô cùng hạnh phúc. Qua những câu như sau: tình nào rộng bằng tình đạo Phật, đức nào cao bằng đức từ bi. Người đời nếu chịu hành y thì thế gian không đến nỗi gì bi quan. Tình đạo Phật lâu dài vô tận, tình an vui chứ không có vấn đau sầu. Bất kỳ ngỡ nơi đâu có tình ấy được hết câu não phiền. Hay là tình đạo Phật luôn mở đường giải thoát, đưa chúng sanh khỏi các cực hình. Nếu là gặp khách hữu tình thì tình ấy sẽ hy sinh tận cùng. Và tình đạo Phật trí ngu bất chấp, trí hay ngu cố tập sẽ nên. Đài sen muốn được bước lên, và nữ nam lão ấu đừng quên Phật tình. Tình đạo Phật ráng gìn ráng có thì tánh mê si sẽ tỏ ngộ ra. Những đau khổ cũng lần qua và ưu sầu phiền não cũng là tiêu đi. Vì tình đạo Phật cũng tới diệu y diệu dược, dạng bệnh đời sẽ được trị lành. Trị tâm và trị thân sanh nhiễu màu không thể tinh danh nào bì. Và tình đạo Phật nữ nam có thể, nhưng mà khai hay bế tại người. Khai thì sống phúc thác vui, bế thì sống khổ mà thác phải chui a tì. Do nơi đó cái tình đạo Phật ráng dành dụm được, vàng chất cao cả thước khó mua. Thật không phải chuyện nói đùa, khuyên trong sanh chúng phải đua nhau làm. Và tình đạo Phật người nào được có là đời như thiền gặp gió thổi xuôi. Không riêng lúc sống được vui mà trong khi thác lại còn đầy mùi thiên liêng. Rồi tình đạo Phật nếu dành dụm được, tội sẽ tiêu và phước sẽ tăng. Phước tăng là biển khổ lấp bằng, lấp bằng biển khổ mới thăng Phật đài. Và tình đạo Phật trường tồn bất thất, chúng sanh còn là đạo Phật còn luôn, bao giờ mê khổ cạn nguồn. Thì tình đạo Phật lúc đó giai tuần mới xong. Kính thưa quý vị xin hết, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa là con rất là cảm ơn chú Ba Bình Dân. Khi mà cho dù trời tối sớm như thế nào đi chăng nữa, bây giờ là chứ cũng 7 giờ tối ha chú Ba ha. Dạ, nhưng mà chú Ba cũng không dừng ngần ngại quý vị, không ngần ngại để mà chia sẻ với cho nó hết bài pháp luôn. Không trời tối sớm gì cũng được. Thật sự là trải qua hai cái video clip của chú Ba này còn cảm thấy rất là hay. Rất là hay. Dạ, là... thì chú Nguyễn Tiến Nguyễn cũng mới vừa rồi, thì chúng ta phải noi gương Đức Thầy chúng ta mà. Đức Thầy chúng ta dù biển trần sóng cuộn lao sao chứ Ngài vẫn song thiền bát nhã. Lướt vào một phen là Ngài cũng thường nói là ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Và những cái lời nguyện của Ngài đó, Ngài nói là nếu chúng sanh còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực đâu quý vị. Điều này Ngài thanh sĩ đệ tử duy nhất của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ngài cũng có những câu như sau, nó rất là tha thiết. Cái lời thì khác nhưng cái ý cũng như của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà thôi. Ngài nói nguyện đem cái xác mọn này gánh đau sầu khổ mê sai cho đời, đến khi nào hết người khổ não ta mới vui lòng đáo Tây Phan. Ngày nào còn kẻ khốn nạn thì ta còn ở thế mở đàn từ bi. Hay hoặc giả rằng là Ngài cũng thường nói là cái bằng cái lời của Ngài: chừng nào được cứu an vạn vật, đây mới là chịu hết chuyển lưng. Còn khổ đau một kẻ trên trần, ta còn phải lao thân khắp chốn. Nguyện cứu thế dù thân khốn đốn, cũng yên lòng chứ chẳng núng nao chi. Và kính thưa quý vị, Ngài còn nói thêm mà: trống bát nhã vang lên khắp chốn, chuông từ bi vọng khắp mọi nơi. Tỉnh cho được hết trần đời, chừng nào không còn người mê muội, Ngài mới ngưng thôi dẫn hành. Cái đường chỉ dạy của Ngài đó cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ chúng ta đó quý vị. Ngài là ta phần hồn dạo khắp thế gian mà, vào sát phần trần nước mắt chứa chan khắp lê thứ nghe lời thì ít gì chốn sơn lãnh. Bây giờ mù mịt cho dân nên dân chạy chẳng nghe lời. Do nên đó mà Ngài nói kể từ nay nói chuyện chiều mơi chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Thành ra từ chỗ đó mà mình thấy giữa Đức Huỳnh Giáo Chủ và Ngài thanh sĩ thì nó cũng có đồng một cái tâm nguyện
dạy thế gian chúng ta như thế đó, đó. Nếu bây giờ trên đời sống là nếu ai mà biết nghe lời Phật thì được vui, không nghe lời Phật thì người khổ đau. Một lời Phật dạy biết trao trăm ngàn tai ách gian lao tiêu trừ, nghe lời Phật ở nhân từ tất nhiên thiên hạ an cư thái bình. Vì Phật là toàn giác toàn minh, những điều Phật bảo nên tin không làm. Ác tâm phải đổi lại cái thiện tâm thì quanh mình ác thú u âm tan liền. Vì nước làm tắt lửa tự nhiên, phước làm tiêu quả hãy khuyên nhau làm. Khổ đời vì cái sự muốn ham, muốn đời hết khổ tánh tham phải trừ. Không nghe cha mẹ thì con hư, mà nếu trái lời Phật dạy là người đời bị tối đen. Do nơi đó đi đêm cần có đuốc với đèn, mà sống đời phải có cái mối duyên từ bi. Mà đời nào đạo đức bất tri thì đời ấy có khác gì ngục môn. Chỉ sống trong cái chết chưa chôn, chứ thân người như cái linh hồn quỷ ma. Không nghe đường Phật vạch ra, người ta tự diệt, người ta tiêu điều. Biết che mai mới đỡ nắng chiều, biết tu hành sớm mới được siêu sau này. Đời như giấc mộng chớ sai, ráng nghe lời Phật mới khỏi ngày trầm lưng. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà Đức Thầy dạy chúng ta làm sao? Chúng ta tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Do nơi đó mà Ngài Thanh Sĩ cũng dạy chúng ta vậy đó. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết cũng còn ngồi tòa sen đó quý vị. Do nơi đó mà để tâm chịu khó xét si, thì đạo màu nó rất quyền di vô cùng. Nếu ai biết đem lý đạo mà dùng thì bao nhiêu khẩu khổ hóa tung không còn. Đạo màu mà biết giữ cho tròn là việc nhà việc nước không còn trái ngang. Sự tu quý báu tới hơn vàng lẫn, giúp đời vượt khỏi tới muôn ngàn khổ lao. Cho nên người tu việc đức phải trao, bằng câu niệm Phật bằng bao việc lành. Muốn thông minh tới tu hành, chứ nào ai lại muốn tu hành thành dốt ngu. Phật thì muốn phá cái lớp ngu, nên truyền dạy các pháp tu cho đời. Tu là giác ngộ sự đời chứ đâu mê muội như hồi chưa tu. Tu thông mới đúng nghĩa chữ tu. Tu ngu là trái lối đạo màu Thích Ca. Tu thông mới thấy lối ra. Tu ngu là chỉ luống cuống như gà ban đêm. Tu mà để bị ngu thêm, tại người nhìn nhận lầm của cái sự tu, cho nên mới bị như thế đó đó chú. Dạ. Thôi thì qua cái tinh thần kích lệ chú ha, đến đây chú cháu mình cũng tạm ngưng và hẹn những video sắp tới này ha. Dạ. Thời gian dạ. Nó cũng khá tối rồi. Dạ. Thì cũng nhưng mà cảm ơn cái sự đại hùng đại lực của mình nhớ của lại ba. Là rất Đức là Thầy hợp. Chúng ta là còn cái tinh thần của Ngài sao? Lòng từ bi của Ngài chẳng quản nắng mưa mà. Dạ. Ngài dẫn sông thiền giác rước đưa sanh chúng mà. Thì chúng ta đệ tử của Ngài thì bây giờ phải học Phật tu nhân, phải ráng cố gắng đem lời vàng tiếng ngọc của Ngài mình nhắc lên cho tất cả quý đồng đạo đây đó trong và ngoài nước nghe để làm một việc Phật sự. Bởi vì Đức Thầy dạy chúng ta mà, ai làm phước in ra mà thấy được nhiều hạnh phúc sau này, ai lòng nhân hoặc chép hay in mà truyền bá đặng nhiều phước đức đó. Dạ. Hay hoặc giả là trong nữ nam là ăn cần mà hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành làm cho đầy hiểu rõ tinh danh, công đức Phật có từ bi vô lượng phải không? Dạ. Còn dạ. Cái điều này là Ngài Hành Sĩ cũng dạy chúng ta 8 câu này, xin lỗi cũng được tái bút chút đỉnh nữa. Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền. Dạ. Để tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên, bỏ đi lối sống theo ma quỷ mới dạ. Tìm đến đường sanh cõi Phật tiên. Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh, đức cao tước lộc khó so duyên. Hỡi ai nối chí theo thầy tổ thì kinh kệ phải cần lo tiếp tục truyền. Do nơi đó mà mái đạo tuy xa xôi, quay đầu lại thấy rồi, thấy ra mau hay chậm là do sức tỉnh hồi thôi. Dạ. Dạ, kính dạ. Thưa quý vị, Nam Mô và Phật xin dạ. Hết. Dạ, thưa quý vị, thì cái video này Nguyễn cảm thấy rất là hay quý vị. Tuy là Nguyễn quay thì buổi chiều rồi trời tối nữa, đôi lúc có những đoạn video thì nó hơi tối, nhưng mà Nguyễn cảm thấy là video cực kỳ ý nghĩa quý vị. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ cảm và hiểu được tâm ý của chú Ba Bình Dân muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả ha. Còn bây giờ Nguyễn cùng chú Ba xin chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những cái video clip hay kỳ sau. Bye bye.